Tri Thông xin kính chào quý vị. Trang Tử tên Chu, người xứ Mông, nước Tống, nay là huyện Thương Châu, tỉnh Hà Nam. Căn cứ vào bài Trang Tử của Tư Mã Thiên và Tuệ Tuyên Vương, Lương Huệ Vương thời Chiến Quốc, có thể suy ra ông sinh vào khoảng năm 365 đến 290 trước Công Nguyên, ước đoán cùng thời với Mạnh Tử hoặc sớm hơn vài năm. Trang Tử từng làm quan quản lý Tất Biên tại Mông Thành, nhưng không lâu sau, ông đã từ quan về ở ẩn, sống nhờ vào nghề đang dạy cỏ. Trang Tử rất nghèo, khi ông đến thăm Lương Huệ Vương, trên người mặc bộ quần áo cũ rách, vá víu khắp nơi. Lương Huệ Vương nói giọng châm biếm: "Tiên sinh sao nghèo đến vậy?" Trang Tử thản nhiên đáp: "Một kẻ có đạo đức mà không thể thi hành mới là nghèo. Còn quần áo ta có rách nát chẳng qua do cuộc sống khốn khó mà thôi." Trang Tử tuy sống thanh bần, nhưng một lòng say mê việc học, nghiên cứu, tuyên truyền lý luận đạo đức đã được kế thừa và phát triển theo Lão Tử. Mặt khác cũng tránh xa những tai họa để được an nhiên tự tại. Tương truyền, Sở Uy Vương nghe danh Trang Tử nên sai sứ giả mang vàng lụa đến mời ông làm tướng. Lúc ấy, Trang Tử đang câu cá bên sông Bộc. Nghe xong lời của sứ giả nước Sở, ông không ngoái đầu nhìn lại, mà nói rằng: "Ngàn vàng là lợi to, khanh tướng là một chức vị rất cao quý. Nhưng ông không thấy con bò lúc đem làm vật tế lễ sao? Đầu tiên người ta sẽ nuôi cho nó béo tốt, sau đó khoác lên mình nó lụa là gấm vóc, rồi dẫn đến thái miếu giết thịt. Đến lúc này, dù có muốn làm một con lợn nhỏ có được không? Ông hãy mau đi đi, đừng làm bẩn đến ta. Ta thà sống vui vẻ nơi ngoài vũng hôi thối, chứ không để nhà vua trói buộc. Vàng bạc ta không ham, khanh tướng ta cũng chẳng màng. Ta chỉ mong lòng ta được vui vẻ." Qua đó có thể thấy tính cách Trang Tử rất phóng khoáng, thích tự do, không chịu gò bó. Cũng vì vậy mà ông có thể không màng đến lợi ích của thế tục, sống cuộc đời tự do tự tại. Trang Tử được đánh giá là tác phẩm triết học quan trọng và cũng là tác phẩm văn học có ảnh hưởng sâu sắc về phương diện triết học. Đây là một trong ba tác phẩm nổi tiếng thời Nghệ Tuấn, Chu Dịch, Lão Tử, Trang Tử. Về phương diện văn học, nó được Hoàng Chấn suy tôn là ông tổ của tiểu thuyết khôi hài muôn đời, mà những bậc văn nhân đời sau như Đào Uyên Minh, Tô Đông Pha đều chịu ảnh hưởng từ nó. Trí tuệ trong danh ngôn của Trang Tử. Tư tưởng Trang Tử mang đậm chất thiền nhất trong các chư tử thời tiên trần. Đây là kho tàng kiến thức thâm sâu và tiêu chuẩn đối với việc phê bình. Ngoài ra, trong Trang Tử cũng có nhiều hình tượng ngụ ngôn, hàm nghĩa sâu xa, rất khó lĩnh hội. Người xưa thường nói, khi đắc chí thì tìm đến nho, khi thất chí thì tìm đến đạo. Đạo có thể chữa lành vết thương, nuôi dưỡng sự sống. Trang Tử đã trải nghiệm và đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của nhân sinh. Vì thế, những câu chữ thâm thúy trong tác phẩm của ông có thể giúp bạn đọc rút bỏ mọi ưu phiền và tự tin hơn trong cuộc sống. Đồng phục Nanofa xin giới thiệu đến quý vị khách hàng 25 câu nói hay của Trang Tử, cũng như là trong mỗi câu nói sẽ có những lời bạc, những câu chuyện được đính kèm để giải thích, làm cho ngữ nghĩa thêm sâu sắc và giúp chúng ta có thể ứng biến trong cuộc sống, có thêm sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn, thêm một những bài học kinh nghiệm về thuật đối nhân xử thế được tốt nhất. Xin mời quý vị khách hàng lắng nghe qua giọng đọc quen thuộc, Trí Thông. Danh giả thực chi tân giả, danh là khách của thực. Danh tiếng khiến người ta lóa mắt và chạy theo nó. Thường ai có danh sẽ được mọi người trọng vọng, đề cao. Điều lợi mà cái danh mang tới cho người có được, nó quả không nhỏ. Chính vì thế mà xưa nay người ta chém giết lẫn nhau. Con người không ai là không xem trọng cái danh. Nhưng ở đây Trang Tử lại nói, danh là khách của thực, là muốn phủ nhận cái danh phù phiếm xa hoa, chỉ làm hại con người, và đề cao cái thực. Danh tiếng như một vị khách, chỉ đến phút chốc rồi lại đi. Vậy tại sao con người lại khổ sở, cầu danh để làm gì? Nếu danh vượt quá thực, tức hữu danh vô thực, thì cái danh ấy phỏng có ích gì?
dù có được danh thì cũng không thể lâu bền. Thực sự danh tiếng chỉ là bề ngoài, quan trọng là con người sống có đúng với bản chất của mình và có biết giữ đạo lý hay không. Do đó, danh tiếng không thể tạo nên phẩm chất và tài năng của con người. Nếu chúng ta thật sự có tài năng mà người khác không biết, đó chính là thiệt thòi của họ, hà tất phải phô trương. Tiêu tiêu sào vu, thâm lâm, bất quá nhất chi, yên thử ẩm hà, bất quá mạng phục. Chim ri làm tổ trong rừng sâu, chiếm nhiều lắm chỉ một cành cây. Chuột uống nước sông, nhiều lắm chỉ đầy bụng. Vua Nghiêu muốn nhường thiên hạ lại cho Hứa Do, nhưng sợ Hứa Do một mực từ chối, nên nói: mặt trời mặt trăng đều đã xuất hiện, bó đuốc nhỏ bé làm sao còn sáng được nữa. Mưa đã đổ, còn cần người tưới nước làm gì? Phu tử mà lên ngôi thì nước sẽ trị, ta còn giữ hứa vị này tự lấy làm xấu hổ. Này ta xin giao cho thiên hạ lại cho phu tử. Hứa Do đáp rằng: một con chim nhỏ làm tổ trong rừng sâu, chiếm bất quá chỉ một cành cây. Con chuột uống nước sông, nhiều lắm chỉ đầy bụng thì thôi. Ông cho rằng cuộc sống ẩn cư thanh bần đã khiến mình cảm thấy hài lòng, còn cần chi đến thiên hạ của Nghiêu. Trong xã hội ngày nay, có mấy người được như Hứa Do, biết đủ là vui. Ai cũng chạy theo danh lợi, tranh giành về phần mình, càng nhiều càng tốt. Người có một lại muốn có hai, người dư ăn dư mặc lại muốn tích trữ thêm nhiều của cải. Con người hiếm khi tự hài lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên, dục vọng càng cao thì càng đau khổ, buồn lo. Tri túc thường lạc là điều mà Trang Tử muốn khuyên dạy mỗi người chúng ta. Muốn có được niềm vui trong cuộc sống, trước tiên cần biết đủ. Tống Nhân Tư Chương, Phủ Nhi Thích Chư Việt, Việt Nhân Đoạn Phát Văn Thân, Vô Sở Dụng Chi. Một người nước Tống đem mụ lễ đến nước Việt bán, nhưng người nước Việt đã cắt tóc, xăm mình, đâu có dùng loại mụ đó. Hữu dụng hay vô dụng chỉ là tương đối. Điều quan trọng là khi làm việc gì, chúng ta cũng nên quan sát đối tượng. Ngày xưa, có một bậc thầy đàn cầm, tài nghệ cao siêu, đã ra sức đàn cho đàn trâu đang gặm cỏ nghe, nhưng chẳng được gì. Trâu vẫn gặm cỏ như cũ. Sai lầm của bậc thầy đàn cầm là đàn gãy tai trâu, chính là do không nhìn rõ đối tượng. Ở đây, Trang Tử không có ý mỉa mai sự ngu dốt của người nước Tống đến nước Việt bán nón, mà không biết người nước Việt đã cắt tóc xăm mình, không đòi nón. Thật ra, người nước Tống vẫn có thể bán được nón ở nước Việt. Đất Việt nóng, không đòi nón vải, nhưng cũng có thể đòi nón lá. Thuận theo thời thế thì làm việc gì cũng dễ dàng. Trong cuộc sống, nếu gặp khó khăn và bất lợi, chúng ta chỉ biết dậm chân tại chỗ hoặc rút lui thì làm sao thay đổi thế cục. Chỉ có nắm bắt thời thế, linh hoạt ứng biến thì cơ hội mới luôn mở ra cho bạn. Nâng bất quy thủ nhất giả, hoặc bất miễn ư bình tịch khoáng, tắc sở dụng chi dị giả. Có một loại thuốc trị tay khỏi nứt nẻ, nhưng người thì được phong đức, kẻ thì vẫn độc lúa, chỉ vì cách dùng khác nhau. Ngày xưa, nước Tống có một người biết chế ra một loại thuốc trị nứt nẻ da tay. Vào mùa đông giá rét, nếu thoa lên thì tay sẽ không bị nứt. Nhà người chế thuốc này mấy đời làm nghề đập lúa, cuộc sống khổ cực. Có người từ nơi khác đến, nghe nói có loại thuốc này liền trả giá 100 đồng tiền vàng. Nhà người đập lúa hợp nhau lại cùng bàn bạc. Mọi người bảo, chúng ta cả đời làm nghề đập lúa, chỉ kiếm được vài đồng. Này bán phương thuốc này trong chốc lát, đã có thể kiếm được 100 đồng. Vậy bán đi. Người lại đó đem phương thuốc này dâng lên cho Vua Ngô. Đúng lúc nước Việt xuất binh xâm lấn, Vua Ngô bèn phái anh làm tướng soái, thống lĩnh quân Ngô. Có được thứ thuốc bảo vệ da tay,
Mùa Đông đánh trận với quân Việt dưới nước, quân Ngô toàn thắng. Nhà vua mừng rỡ, thấy người này có công to, bèn ban cho anh ta rất nhiều đất đai. Bạn Trang Tử là Huệ Thi, một hôm nói với Trang Tử: "Ngụy Vương cho tôi một hạt bầu giống rất to. Cây bầu lớn lên cho quả bầu chứa được hơn 100 thạch. Dùng vỏ quả bầu này làm vật chứa nước. Tiếc là nó không đủ cứng, khiêng đi thì sẽ bể. Còn nước cắt nó ra làm cái gáo thì lại quá nông, không chứa được bao nhiêu. Nhìn bề ngoài to lớn nhưng lại vô dụng. Trong lúc tức giận, tôi đã đập vỡ nó." Trang Tử nghe xong lấy làm thích thú, bèn kể cho Huệ Thi nghe câu chuyện trên. "Cũng giống vậy, thuốc trị da tay khỏi bị nứt, có người nhờ nó mà được tước vị, đất phong. Có người dùng nó nhưng không thoát khỏi nghề đập lúa. Sự khác biệt ấy chỉ do là cách dùng khác nhau." Trang Tử cười và nói với Huệ Thi: "Ngài có quả bầu to như vậy, sao không làm bình đựng rượu? Nếu không thì làm bầu cột ở bên mình, khi ngao du trên sông nước cũng có thể giúp ngài nổi lên. Ngài buồn vì nó không chứa được vật gì, nhưng không nghĩ đến công dụng khác. Đó là do ngài nghĩ chưa thông, không biết cách ứng dụng linh hoạt." Huệ Thi cho rằng quả bầu kia chỉ có công dụng duy nhất là chứa nước, và khi thấy quả bầu không dùng được theo mục đích của mình thì tức giận đập nát nó. Thông minh như Huệ Thi mà như thế, vậy còn chúng ta liệu có đủ kiên nhẫn để suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề không? Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn suy xét mọi khía cạnh của sự vật thì chắc chắn sẽ tận dụng được công dụng tốt nhất của nó. Đại trí nhàn nhàn, tiểu trí gian gian. Đại trí thì bao dung, tiểu trí thì hay chấp nhặt. Một vương công đến chùa thăm thiền sư Triệu Châu. Sau khi ông cùng thiền sư trò chuyện hồi lâu, thiền sư ngồi trên giường áy náy nói: "Bần tăng nay tuổi già, cơ thể suy yếu, khi tiếp khách chẳng còn sức xuống giường nữa." Vị vương công không hề để ý, ngược lại càng thêm tôn kính thiền sư. Hôm sau, vương công sai một vị tướng đến thăm hỏi. Triệu Châu thiền sư bước xuống giường tiếp đón vị tướng kia, nhưng tiểu hòa thượng thấy vậy thắc mắc hỏi: "Hôm qua đại nhân đến thăm, sư phụ không xuống giường tiếp, nay ngài ấy sai tướng đến, sao người lại xuống giường tiếp đón vậy?" Thiền sư mỉm cười đáp: "Đây là điều các con khó có thể hiểu được. Người ở đẳng cấp cao nhất đến thăm ta, ta phải dựng nằm trên giường đón. Người thuộc đẳng cấp trung bình đến thăm, ta phải xuống giường tiếp. Người thuộc đẳng cấp thấp nhất đến thăm, ta phải đến cửa tiếp đón." Lời của thiền sư Triệu Châu ngược lại hoàn toàn với quan điểm của người đời. Bình thường đối với những người địa vị, quyền hành càng cao thì người ta càng xuống nịnh, ân cần tiếp đón. Nhưng thiền sư Triệu Châu làm ngược lại, vì ông hiểu thấu đạo lý đại trí nhàn nhàn, tiểu trí gian gian. Người thuộc đẳng cấp thấp nhất tính ra là nhiều nhất, nên phải chú ý đến cách thức tiếp đãi. Nếu bạn thiếu sót hay có ý xem thường họ, họ sẽ trách móc. Người thuộc đẳng cấp trung bình thì hơi tự ti, nên đối với họ cũng phải giữ lễ nghĩa chu đáo. Còn người thuộc đẳng cấp cao nhất, vì họ sáng suốt, lỗi lạc, nên chỉ cần đối đãi với họ bằng sự chân thành là có thể làm cho họ hài lòng. Chắc hẳn mỗi người chúng ta trong cuộc sống, không ai muốn mình thuộc đẳng cấp thấp nhất, tính toán chi li, chấp nhặt tiểu tiết. Cho nên hãy hành xử bao dung, phóng khoáng như một bậc đại trí. Nhữ bất tri phu đường lang hồ, nộ kỳ tí dị đáng xa triết. Bất tri kỳ bất thắng nhiệm giả, túc kỳ tài chi mị giả giả. Anh có thấy con bò ngựa dơ càng lên đỉnh ngang chiếc xe không? Nó không thấy việc đó, không thể làm được vì nó quá tự cao, tự đại. Nhan Hạp hỏi Cừ Phá Ngọc: "Con người bản tính tàn bạo, hiếu sát, nếu thẳng đi thì sẽ nguy hại cho quốc gia. Nếu khuyên hắn hướng thiện thì trước hết sẽ nguy hại cho bản thân tôi.
trí tuệ của hắn thường chỉ thấy cái sai của người khác mà không biết tại sao họ lầm lỗi. Xin hỏi với loại người này, tôi phải xử trí như thế nào? Đối phó với loại người này, đầu tiên phải khéo léo, tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Hắn như một đứa trẻ, ngài cũng làm ra vẻ giống như một đứa trẻ đi. Hắn phóng túng, ngài cũng giả vờ phóng túng. Trước hết, làm cho hắn tin là ngài người giống như hắn, rồi từ từ bày cách dẫn dắt hắn vào, quay lại đường ngay. Tại sao trước tiên phải hòa thuận với hắn? Cừ Bá Ngọc đáp, ngài không thấy con bọ ngựa sao? Chọc nó giận, nó sẽ giơ chân lên để cản bánh xe. Tự cho rằng mình có sức mạnh, ngài nên cẩn thận. Nếu khoe tài mình mà xúc phạm đến hắn, thì chẳng phải là nguy hại giống như con bọ ngựa cản xe sao? Trang Tử kể câu chuyện này với dụng ý khuyên mọi người nên hướng thiện. Tùy có ý tốt, nhưng nếu không biết cách sẽ dẫn đến nguy hại, giống như con bọ ngựa khí thế hung hăng, giơ càng mà chẳng cản nổi xe. Ai lạc bất dịch, thi hồ tiền. Tri kỳ bất khả nại, hà nhi an chi được mệnh, đức chi chí giả. Người nào làm việc hết lòng thì vui hay buồn, lòng cũng không thay đổi. Biết rằng sự thể không thay đổi được mà an mệnh chấp nhận nó, như vậy là chí đức. Viên đại phu nước Sở họ Diệp, mọi người thường gọi là Diệp Công, vâng lệnh Sở Vương đi sứ nước Tề. Trước khi đi, ông đến thỉnh giáo Khổng Tử. Con người tôi, thầy cũng hiểu, nghe đến thuyết phục một người bình thường cũng đã khó khăn, huống chi thuyết phục Tề Vương. Tôi chưa dẫm lên đất Tề đã lo chuyện được mất, âm dương bất hòa sinh ra bệnh tình. Xin thầy hãy chỉ cho tôi biết nên làm thế nào. Khổng Tử sau khi nghe Diệp Công nói thì đáp rằng, ai lạc bất dịch thi hồ tiền, tri kỳ bất khả nại hà nhi, an chi nhược mệnh, đức chi chí giả. Trang Tử mượn lời của Khổng Tử để bày tỏ quan điểm của mình. Ở đây, Trang Tử muốn nhắc nhở mọi người đừng quá lo lắng đối với những điều xảy ra đến với mình. Hãy đón nhận mệnh trời, an nhiên với thời vận, tận tâm làm tròn trọng trách bổn phận thì sẽ không còn để ý đến buồn vui được mất, tự nhiên vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Thực ra, những thất bại và đau khổ của con người đến từ những va chạm trong thực tế cuộc sống thường chiếm một phần rất ít. Nguồn gốc của mọi sự đau khổ là do tâm lý không ổn định, do ta suy nghĩ quá nhiều nên tự mình gây áp lực nặng nề cho bản thân. Muốn tinh thần thoải mái thì hãy cởi bỏ những nút thắt trong lòng, nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, lạc quan và an nhiên đón nhận kết quả. Khi Thượng Đế đóng cánh cửa này thì cũng chính là lúc ngài mở ra một cánh cửa khác. Khắc hạch thái chí, tắc khẩu bất tiêu chi tâm ứng chi. Bức bách thái quá đối với người khác sẽ khiến anh ta sinh lòng báo thù. Không ai biết tương lai sẽ gặp chuyện gì, vì thế làm người không nên quá nhiếp tình. Hãy để cho người khác một con đường sống, bức người thái quá chỉ khiến đối phương sinh lòng oán hận. Biến pháp của thương ưởng, thất bại cũng là do quá hà khắc, khiến nhiều người sinh lòng oán hận. Thương ưởng thời Tần Hiếu Công có công lao to lớn khi thi hành hiến pháp thành công. Ông từng đến thỉnh giáo một vị nho sinh tên là Triệu Lương. Ông hỏi, nhờ tài cải cách của ta mà nước Tần thay đổi phong tục, thành Hàm Dương cũng do một tay ta tạo dựng nên. Nay điện đài cao vút, Cổn Thất đã thành vùng, công lao của ta có thể đuổi kịp Bách Lý Hề đấy chăng? Triệu Lương thẳng thắn đáp, Bách Lý Hề tại vì 6-7 năm, 3 lần bình định nội loạn nước Tấn, lại giúp lập vua mới, thiên hạ không ai không tin phục, nhân dân an cư lạc nghiệp. Còn ngài thì sao? Phạm tội nhẹ mà cũng áp dụng trọng hình, quả là biến dân thành nô lệ,
ngài một mực xử họ tội chết. Ngay đến thầy của thái tử cũng bị cắt mũi. Chẳng bao lâu thánh thượng băng hà, ta lo thiên hạ không ít kẻ máu thù ngài. Sau khi Tần Hiếu Công mất, Tần Huệ Văn Vương kế vị, lời nói của Triệu Lương Hỏa Thiên ứng nghiệm, Thương Ưởng đã bị Tứ Mã phanh thây. Biến pháp của Thương Ưởng thất bại, tất nhiên do bối cảnh lịch sử phức tạp, nhưng một phần cũng là do quá ỷ vào tác dụng nghiêm khắc của hình pháp trong cai trị quốc gia, bức bách người khác thái quá, tự nhiên sẽ dẫn đến thù địch thêm nhiều, dân chúng oán hận chồng chất. Chính ở phương diện này, biến pháp của Thương Ưởng đã thất bại ngay từ khi mới hình thành. Nếu chúng ta vì tranh giành lợi ích mà bất chấp thủ đoạn, tâm địa độc ác, đã kích đối thủ, tuy thừa sáng suốt nhưng lại thiếu sự khoan dung, thì sớm muộn cũng sẽ gặp tai họa. Phù hỉnh tuy đoạn, lục chi tắc ưu, hạt hỉnh tuy trường, đoạn chi tắc bi. Chân vịt tuy ngắn, nhưng nếu nói thêm vào thì vịt sẽ đau. Chân hạt tuy dài, nhưng nếu cắt ngắn thì hạt sẽ khổ. Mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Vịt là vịt, hạt là hạt, nên không thể vì chân hạt dài mà ép vịt phải nối chân. Cũng không thể lấy chân vịt làm tiêu chuẩn để ép hạt phải cắt ngắn chân. Vịt đã không thể là hạt, thì hạt cũng không thể là vịt. Tương tự, mỗi người chúng ta sinh ra đều có tư chất và khả năng khác nhau. Chúng ta không thể bắt người này phải sống giống người kia. Dù phẩm chất của người khác có tốt đến mấy, thì ta chỉ có thể học hỏi, chứ không thể biến mình thành họ được. Nhưng có nhiều người lại không dám khẳng định bản thân, không sống thật với chính mình, mà cứ luôn lấy cái dở của mình để so sánh với cái giỏi của người khác. Cuối cùng, không những đánh mất chính mình, mà cũng không thể trở thành người khác. Mỗi người chúng ta sẽ vui vẻ hơn nếu sống đúng với bản chất của mình, là chính mình. Bạn có thể thoải mái thể hiện phong cách và tài năng. Hãy diễn tốt vai của mình và không ngừng học tập, tiếp thu những điều tốt đẹp từ người khác. Bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ và dễ dàng đạt được thành công. Đại xảo nhược chuyết, cực khéo léo mà tự như vụng về. Thời Tam Quốc, khi Tào Tháo tiến binh vào Hán Trung, Lưu Bị dựa vào địa thế hiểm trở, chống cự quyết liệt, quân lính hai bên giằng co hơn một tháng. Tào Tháo muốn tiến cũng không được, muốn thu binh thì sợ quân của Lưu Bị chê cười, trong lòng rất bối rối. Vừa lúc đó, nhà bếp dân muốn canh gà. Hạ Hầu Đôn vào trướng, xin mật khẩu trong quân đêm nay. Tào Tháo buộc miệng nói: "Kê lặc chân gà, kê lặc gân gà." Dương Tu là quan chủ bà hành quân, nghe khẩu lệnh thì quay về danh trại, thu xếp hành lý, chuẩn bị trở về Trường An. Binh lính hỏi: "Sao ngài biết sắp rút quân về kinh?" Dương Tu nói: "Gân gà ăn không ngon, nhưng vứt đi lại thấy tiếc. Ngụy Vương lo tiến binh thì không thắng nổi, lui về lại sợ người ta chê cười. Ở đây mãi cũng vô ích thôi, chi bằng chúng ta sớm lui binh, vài hôm nữa Ngụy Vương sẽ rút quân thôi." Quả nhiên sau đó, Tào Tháo rút binh lính về Trường An, nhưng vì Dương Tu nhìn thấu điều cơ mật, tiết lộ quân cơ, nên Tào Tháo rất không vừa lòng. Thông minh lại bị thông minh hại. Người thông minh tự cho mình là giỏi giang, có thể thấy trước những điều mà người khác chưa thấy. Vì thế họ thường kiêu căng tự mãn, mà không biết đó chính là mầm mống của tai họa. Xem ra, thông minh sáng suốt thực chất cũng ngang bằng với vụng về, cũng như Dương Tu, thông minh mà bị giết vậy. Cho nên, thông minh mà khoe khoang, kiêu ngạo thì chẳng ích gì. Người thực sự thông minh thì không để lộ chân tài, cực khéo mà tỏ ra như vụng về, như thế mới không bị người đời ghen ghét đố kỵ, nên bảo toàn được tính mạng. Tam nhân hình nhi nhất nhân hoạch, sở thích giả do khả trí giả, hoặc giả thiếu giả, nhị nhân hoạt, tắc lao nhi bất trí, hoặc giả thắng đã.
ba người cùng đi đường mà có một người mê muội thì vẫn có thể đến nơi được, vì số người mê muội ít hơn người sáng suốt. Nếu có hai người mê muội thì mệt nhọc mà không đến nơi được, vì số người mê muội nhiều hơn người sáng suốt. Vào một ngày nóng bức, có một người cha dẫn con trai và một con lừa đi chợ. Người cha ngồi trên lưng lừa để con trai dắt lừa. Đứa trẻ thật đáng thương. Một người đi đường nói: "Cha sao có thể nhẫn tâm ngồi trên lưng lừa như vậy được nhỉ?" Người cha nghe vậy liền bảo con trai ngồi lên lưng lừa, còn mình thì dắt đi. Đi chưa được bao xa, một người đi đường khác lại nói: "Bấy nhiêu tuổi mà chưa già sao? Trẻ thì ngồi lên lưng lừa, còn người cha già tội nghiệp lại đi một bên dắt lừa." Người con trai nghe vậy liền mời cha cùng ngồi lên lưng lừa. "Mọi người có thấy chuyện như thế này chưa?" Một người phụ nữ nói: "Sao họ có thể đối xử tàn nhẫn với động vật như thế? Con lừa đáng thương kia sắp không chịu nổi nữa rồi, lão già và thần con lại ngồi nhàn nhã như thế kia." Hai cha con đành xuống đi bộ, nhưng đi được mấy bước thì có một người lạ nói với họ: "Trời ạ, hai người thật ngốc quá, sao hai người chịu đi bộ mà không cưỡi lừa?" Đây là câu chuyện cha con cưỡi lừa mà chúng ta đã rất quen thuộc và cũng giống với những gì Trang Tử nói. Ba người cùng đi đường, một người lạc đường thì cũng có thể đến được đích, vì số người lạc đường ít. Nếu hai người lạc đường thì uổng công lội suối băng đèo mà không đến nơi, vì người mê muội chiếm số đông. Thật ra, cuộc sống của mình như thế nào là do mình chọn lựa và quyết định. Nếu quá để ý đến quan điểm của người khác hoặc sống theo cách của người khác thì sẽ không đi được đến đâu và đánh mất cả bản thân. Con người ta không thể nào hoàn mỹ được trong mắt của người khác, dù bạn có làm tốt mấy đi nữa. Hãy luôn kiên định, tự tin và hành động vì bản thân, học hỏi những điều thật sự hữu ích. Như vậy bạn sẽ không dễ lầm đường, lạc lối. Quân chi sở độc giả, cổ nhân chi tao phách dĩ phù. Những sách mà bạn đọc chẳng qua là cặn bã của người xưa mà thôi. Khi Tề Hoàn Công đang đọc sách ở nhà trên, một người thợ đang đẽo bánh xe ở sân. Người thợ này bước đến hỏi Tề Hoàn Công đọc sách gì. Tề Hoàn Công nói đó là những lời của thánh nhân. Người thợ nói đó chỉ là cặn bã của người xưa mà thôi. Tề Hoàn Công buộc người thợ phải giải thích sao cho có lý, nếu không sẽ bị chém đầu. Xin lấy nghề của thần làm ví dụ. Khi thần đẽo bánh xe, dao hạ xuống nhanh thì sẽ đỡ tốn nhiều công sức, nhưng bánh xe làm ra sẽ không tròn. Dao hạ xuống chậm thì tốn nhiều sức lực, nhưng bánh xe gọt được khá tròn. Kỹ thuật làm bánh xe đẹp nhất là dao hạ xuống không nhanh cũng không chậm, thành thạo nhưng không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể là tự mình lĩnh hội mà thôi. Cái huyền diệu trong đó thần không thể truyền lại cho con trai mình, không thể kế thừa, nên 70 tuổi mà thần vẫn giữ nghề này. Người xưa và những đạo lý không thể truyền lại của họ đã chết từ lâu rồi, nên sách mà ngài đọc chẳng phải là cặn bã của người xưa hay sao? Câu chuyện trên rất nổi tiếng, đáng cho chúng ta suy ngẫm. Trên thực tế, có rất nhiều kiến thức phải nhờ vào thực tiễn mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên, người thợ chỉ có thể dạy bạn quy tắc của hình vuông, hình tròn, chứ không thể truyền lại kỹ thuật của một đời anh ta. Người thầy dạy kiếm chỉ có thể truyền cho bạn chiêu thức, chứ không thể truyền công phu. Những lời dạy của thánh nhân mà Tề Hoàn Công đọc sẽ không có tác dụng nếu không trải nghiệm thực tiễn. Bình thường khi chúng ta đọc sách, luôn cho rằng những câu chữ trong sách rất đáng quý, đọc thuộc càng nhiều càng tốt. Thật ra có lãnh hội được những kiến thức trong sách hay không, có áp dụng được chúng vào thực tiễn hay không mới là điều quan trọng. Chỉ có kết hợp chữ kiến thức trong sách vở với thực tiễn thì những tri thức ấy mới không sa vào cặn bã của cổ nhân. Bất vi hiên miệng tứ chí,
bất vi cùng ước su tục. Không vì chức cao bổng hậu mà khói chí, không vì nghèo khó quẫn bách mà chạy theo thế tục. Có một người hết sức thành kính tín ngưỡng Thượng Đế, sau khi chết được lên thiên đường. Nhìn thấy cổng thiên đường, ông ấy hết sức mừng rỡ, vội chạy đến. Thiên sứ bảo: "Chúc mừng ngài đã đến đây. Chỉ cần bước vào cánh cửa kia, ngài sẽ được hạnh phúc mãi mãi, không phải lo buồn gì nữa." Ông ấy đang định bước vào, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có một tòa kiến trúc xinh đẹp, tiếng người đông vui, náo nhiệt. Không kìm lòng được, ông ấy liền hỏi thiên sứ: "Tôi có thể vào đó trước, dạo chơi một lát không?" Thiên sứ đáp: "Đương nhiên là được, ở đó là địa ngục, đã có rất nhiều người vào trong đó." "Tại sao nhiều người đã đến được thiên đường rồi nhưng lại không vào?" "Là do tâm không vững, chưa có thì sợ mất đi, có được rồi thì lại muốn thêm nữa, không biết điểm dừng." Trang Tử cho rằng vinh hoa phú quý chỉ là vật ký thác tạm thời, vì là ngoài vật ký thác nên khi chúng đến ta không nên quá vui mừng, khi chúng đi cũng không nên ngăn giữ. Chỉ cần không bị ngoại vật lôi kéo, không chạy theo thói tục mà đánh mất bản tính, thì bất kể giàu sang hay nghèo hèn đều có được sự thoải mái, vui vẻ. Khi ta nhận ra rằng vinh hoa phú quý chỉ là vật ngoài thân, chết không thể mang theo, mạng sống ngắn ngủi, kẻ giàu sang, người nghèo hèn đều trở về với cát bụi, thì sẽ không còn vì muốn tranh giành danh lợi mà làm hại lẫn nhau, cũng như làm khổ chính mình. Tinh hoa bất khả, dĩ ngữ vu hại giả. Hạ trùng bất khả, dĩ ngữ vu băng giả. Khúc sĩ bất khả, dĩ ngữ vu đạo giả. Không thể nói với con ếch ngồi dưới đáy giếng về biển cả, không thể nói với con trùng mùa hè về băng tuyết, không thể bàn luận về đạo giáo với một kẻ sĩ quê mùa. Mùa thu, nước mưa nhiều, mỗi con sông lớn đều dâng nước lên cao. Lúc này thủy thần sông Kinh rất vui sướng, cho rằng sông ngòi trong thiên hạ, chỉ có sông Kinh là lớn nhất. Ông bèn nảy ra ý muốn so cao thấp với đại dương rộng lớn. Thế là sông Kinh xuôi theo dòng chảy về phía đông, tụ lại ở sông Hoàng Hà, đến được Bắc Hải. Vừa ra khỏi cửa sông, thủy thần sông Kinh đã bàng hoàng. Thì ra đại dương rộng lớn như thế, xa hút tầm mắt, bốn phía không thấy đâu là bờ bến, sông nước cuồn cuộn ngút ngàn. So mình với biển cả, thủy thần sông Kinh thấy mình thật bé nhỏ, chẳng đáng gì. Ông bèn hướng về phía thần biển, nói một cách khiêm tốn, cung kính: "Tôi đã không tự lượng sức mình, trước đây tự cho mình rộng lớn, nay nhìn thấy sự bao la của ngài mới biết mình thật nhỏ bé." Thủy thần sông Kinh kiêu ngạo tự mãn, nếu không nhìn thấy sự vô cùng tận của Bắc Hải, hay là không chịu thừa nhận sự nông cạn của mình. Cũng giống như con ếch, suốt đời sống dưới đáy giếng, sao có thể bàn chuyện biển khơi? Loài côn trùng chỉ sống vào mùa hè nóng bức, thì sao có thể nói với nó sự thú vị của băng tuyết giá rét? Những kẻ sĩ suốt đời sống chốn thôn quê thì làm sao có thể bàn luận về đạo lý trong thiên hạ? Mỗi người chỉ là một cá thể nhỏ bé trong trời đất bao la, thì có lý do gì để tự đại ngông cuồng chứ? Nên biết núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Khoe khoang, tự cao tự đại chẳng có ích gì, mà còn làm hại đến thân. Chúng ta hãy khiêm tốn học hỏi, cố gắng làm trọn bổn phận của mình, như cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Dụng trí bất phân, nảy ngân vô thần. Dụng trí không phân tán, tập trung tinh thần. Khổng Tử đến nước Sở, đi qua một khu rừng, nhìn thấy một cụ già lưng gù, đang dùng gậy có bôi keo, bắt ve dễ dàng, chẳng tốn chút sức lực nào. Khổng Tử hỏi: "Sao lão bắt ve giỏi thế?" Ông lão đáp: "Lão có cách của mình. Lần đầu học bắt ve,
lão tặc chồng hai viên bi lên đầu dậy. Hai viên bi không rơi xuống. Lúc nãy lão đi bắt ve, cơ hội xảy tay là 3/10. Sau đó lão tặc chồng 3 viên bi lên đầu gậy, cơ hội xảy tay giảm xuống còn 2/10. Cuối cùng lão cũng có thể chồng 5 viên bi lên đầu gậy mà không rơi xuống, thì bắt ve dễ dàng, chẳng tốt chút sức lực nào. Ông lão lại nói tiếp: ngài xem khi lão bắt ve, thân hình giống như một cái cây đứng sững, hai cánh tay đưa ra chẳng khác gì cành cây. Cho dù trời đất lớn bao nhiêu, vạn vật phức tạp bao nhiêu, những điều ta nghĩ trong lòng, những gì mắt ta nhìn thấy đều chỉ là cánh con ve. Ta không phân tâm gì thế giới bên ngoài thì làm sao không bắt được ve chứ? Khổng Tử nghe xong quay lại nói với các đệ tử: các người hãy chú ý đấy, tâm ý không được hỗn tạp thì tinh thần mới sáng suốt. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện và sự tập trung. Học bất kỳ môn kỹ thuật nào cũng đều phải rèn luyện thành thạo mới có kỹ xảo. Nhưng muốn đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần thì phải kết hợp với sự tập trung cao độ. Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt. Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã. Kẻ tiểu nhân giao du với nhau, nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà dẫn tới sự tuyệt giao. Trang Tử từng kể một câu chuyện. Có một người tên là Tố Lâm Hồi. Khi chiến tranh loạn lạc, gia đình tan tác, người thân lưu lạc, lúc chạy trốn mang theo được một viên ngọc bích gia truyền. Khi quân địch đuổi theo, Lâm Hồi nhìn thấy bên kia đường có một đứa trẻ bị bỏ rơi đang khóc, liền vứt ngay viên ngọc cho đứa trẻ rồi chạy tiếp. Người cùng chạy nạn đều nói Lâm Hồi quá ngốc. Lâm Hồi đáp: phàm những mối quan hệ dựa trên lợi ích mà kết giao thì khi đối mặt với sự khốn cùng nhất định sẽ dứt bỏ nhau. Còn mối quan hệ kết giao một cách tự nhiên, không vụ lợi, thì khi gặp hoàn cảnh khốn khó, hoạn nạn sẽ bảo vệ lẫn nhau. Dứt bỏ nhau, bảo vệ nhau, hai điều này há có thể trong một ngày mà nói hết được. Trong cuộc sống, ảnh hưởng của bạn bè đôi khi vượt qua cả cha mẹ, anh em, thầy cô. Trong việc học hay sự nghiệp, chúng ta đều cần sự giúp đỡ và khích lệ của bạn bè. Chính vì vậy, mỗi người cần sáng suốt khi kết giao bạn bè. Ở đây, Trang Tử muốn nói với chúng ta rằng, bạn bè có người quân tử, có kẻ tiểu nhân, và đề cao sự giao hảo của người quân tử. Tại sao tình cảm giao hảo nhạt như nước lã của người quân tử được đề cao? Là vì tình bằng hữu được xây dựng dựa trên cơ sở sự nhất trí về tư tưởng, thường nhạt như nước lã, nhưng sống chết không thay đổi. Còn sự giao hảo của kẻ tiểu nhân lại thường được xây dựng trên nền tảng của lợi ích. Những kẻ qua lại với nhau vì quyền thế thì khi quyền thế nghiêng ngả sẽ dứt tình. Những kẻ qua lại với nhau vì lợi, khi lợi hết thì sẽ tan. Bạn bè như vậy là giả dối hoặc chỉ mang tính tạm thời, sẽ không qua được thử thách của thời gian. Phu dĩ lợi hợp giả, bắt cùng họa hoạn hại tương khí giả. Những kẻ vì lợi ích mà kết giao thì khi gặp khốn khó hoạn nạn sẽ bỏ nhau. Thời chiến quốc, Mạnh Thường Quân nước Tề nổi tiếng nhờ thích kết giao với mọi người nên trong nhà lúc nào cũng đông môn khách. Mạnh Thường Quân làm tướng nước Tề, có ấp hàng vạn hộ, có thời gian ông nuôi đến 3.000 môn khách. Khi Mạnh Thường Quân thất thế, những môn khách này bỏ đi. Khi Mạnh Thường Quân được phục chức, những môn khách này lại muốn quay về dưới cửa nhà ông. Mạnh Thường Quân buồn bã nói với Phùng Huyên: ta đối đãi với những môn khách này tự thấy mình không có gì sai sót. Bọn họ thấy ta bị cách chức chẳng có địa vị gì thì tán loạn bỏ đi, chẳng ai còn nhớ đến ta.
đến khi ta khôi phục chức quan, họ lại muốn quay về, họ còn mặt mũi nào mà gặp ta chứ? Đợi họ đến đây, ta nhất định phải làm nhục họ một trận. Phùng Huyên nói, lời tiên sinh sai rồi, giàu sang lắm kẻ sĩ, nghèo hèn thì ít bạn, chuyện đời đều thế cả. Ngài không thấy người đi chợ đó sao? Mọi người chen chúc đến chợ, chỉ lo rớt lại phía sau kẻ khác. Đến chiều chạng vạng, mọi người đi ngang qua chợ, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Ấy hoàn toàn không phải là thích chợ sáng, mà chơi chợ chiều, mà là vì chợ sáng có lợi, những người này qua lại với ngài vốn là vì lợi. Khi ngài mất thế lực, họ bỏ đi là lẽ tự nhiên. Này, ngài lại được thế, họ quay lại cũng là lẽ tự nhiên. Tiên sinh chớ để ý, hãy cứ đối đãi với môn khách như trước. Những điều Phùng Huyên nói rất sâu sắc, vì lợi mà kết giao là điều thường thấy trong xã hội. Hết lợi thì hết qua lại, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Con người ngày nay rất thực dụng, người ta kết giao với nhau vì nhìn thấy lợi ích của nhau, ít ai qua lại bằng tình cảm chân thật. Có người còn tìm bạn chỉ để nhờ cậy. Tiêu chí của họ là phải tìm những ai là bác sĩ, luật sư và mục sư. Vì con người sống trên đời khó tránh khỏi bị bệnh. Nếu có bạn là bác sĩ, thì khi đến bệnh viện sẽ được ưu tiên. Bệnh nặng hóa nhẹ, bệnh nhẹ hóa không. Có bạn là luật sư thì không sợ thua kiện. Bất kể sự tranh chấp nào cũng đều có thể giành phần hơn. Còn có bạn là mục sư, bao quát tất cả những tín đồ của các tôn giáo, sẽ được họ động viên an ủi trong những lúc bế tắc, buồn nản. Thực ra, theo quan niệm của Trang Tử, ông không bài xích mối quan hệ kết giao vì lợi ích. Trong xã hội, mọi người kết giao để cùng hưởng lợi, cùng tương trợ lẫn nhau, để xã hội ngày càng phát triển, thì đó cũng là điều tích cực. Chỉ có những kẻ lợi dụng tình cảm của người khác để làm những việc phi pháp, hại người mới là đáng trách. Bần giả phi bại giả, nghèo khó nhưng không khốn khó. Trang Tử mặc một bộ đồ vải thô vá phiếu, chân mang đôi giày rách cột bằng dây gai đến thăm Ngụy Vương. Ngụy Vương thấy Trang Tử liền hỏi, sao tiên sinh khốn khổ vậy? Trang Tử đáp, ta nghèo nhưng không khốn khổ. Kẻ sĩ không thi hành đạo đức thì mới khốn khổ. Áo cũ, giày rách là nghèo khó, chứ không phải khốn khổ. Cuộc sống như vậy là do không gặp thời. Nghèo khó là điều đáng sợ. Quần áo rách nát mà khiến người khác không xa lánh là điều rất khó. Người nghèo thường không được ai tôn trọng, nhưng cũng có người cho rằng giàu sang là xiềng xích, khiến con người khó phát huy tiềm năng. Ngược lại nghèo khó giúp ta tôi luyện ý chí và nghị lực kiên cường. Người phương Tây cho rằng bần hàn là cái nôi tạo nên nhân tài. Đa số các nghệ thuật gia xuất thân nghèo khó đều tạo nên sự nghiệp vẻ vang. Xuất thân giàu có quen xa xỉ, sung sướng, vô tình không có được môi trường rèn luyện ý chí và tinh thần vượt qua trở ngại, khó khăn. Nghèo khó tuy có mặt tích cực, nhưng chớ nên làm việc xấu xa, để người khác khinh khi, coi rẻ. Dù nghèo nhưng vẫn giữ được phẩm chất thanh cao, trong sạch mới là điều đáng quý. Như Trang Tử nói, nghèo khó là do thời vận chưa tới. Tuy mặc áo rách giày cũ, nhưng không xu nịnh, không cảm thấy khốn khổ, vì trong lòng thanh thản, thoải mái. Trong mắt Trang Tử, nghèo hèn không giống với khốn khổ. Người khốn khổ ngược lại thường là những người có danh vọng, giàu sang tột bực. Những người này tỏ vẻ dương dương tự đắc, nhưng không tránh khỏi lời phê phán của Trang Tử. Kẻ sĩ không thi hành đạo đức mới là khốn khổ. Hiểu biết đạo đức mà không thể thực hiện, những người này mới đáng tội nghiệp. Trang Tử thà sống nghèo khó chứ không chịu vậy. Trượt mộc tiên phạt, cam tỉnh tiên kiệt. Cây mà thẳng thì bị đốn đầu tiên, giếng mà ngọt thì bị cạn trước hết. Cây mà thân thẳng thường bị đốn đầu tiên, nước giếng ngọt thường bị múc cạn trước hết. Tại sao?
vì chúng biểu lộ tiềm năng của mình, cho nên dễ bị người khác chú ý. Vì vậy, người biết khiêm tốn, không phô trương tài năng thì có thể phát triển một cách thuận lợi, gây dựng sự nghiệp thành công. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa từng kể chuyện Lưu Bị giỏi che giấu tài năng. Lưu Bị là người có chí lớn nhưng thực lực chưa đủ, bị Lạp Bố đoạt mất Kinh Châu và Tiểu Thị, ngay đến đất chung thân cũng không có, đành phải đến Hứa Xương cậy nhờ Tào Tháo. Lúc ấy Tào Tháo bức ép Thiên Tử để thống lĩnh chư hầu, nắm bắt quyền lực trong triều. Lưu Bị tuy được vua tin tưởng phong làm Tả tướng quân, nhưng vì lo sợ Tào Tháo ích kỷ mưu hại mình nên giấu tài về vườn trồng rau. Một hôm Tào Tháo hẹn Lưu Bị cùng uống rượu, luận bàn ai xứng đáng là anh hùng thời nay. Lưu Bị nói đương thời có các bậc anh hùng như Viên Thiệu, Tôn Sách. Tào Tháo cho rằng những người này chẳng đáng mặt anh hùng. Sau đó lấy tay chỉ Huyền Đức, Lưu Bị, rồi chỉ về phía mình mà nói: Nay anh hùng trong thiên hạ chỉ có tướng quân và Tào mà thôi. Lưu Bị nghe xong kinh hãi, tay đang cầm đũa bất giác rơi xuống đất. Lúc ấy mày có tiếng sấm mới giấu được. Lưu Bị trong lúc hâm rượu luận bàn chuyện anh hùng, từ đầu đến cuối đều che giấu tài năng, không để lộ ra, đưa ra nhiều gương anh hùng nhưng lại không tính mình vào trong ấy. Trong tình huống lúc bấy giờ, ông chọn thái độ ấy là sáng suốt. Tào Tháo tuy có chí tôn tính thiên hạ, nhưng biểu hiện của Lưu Bị đã khiến ông yên tâm. Nhờ vậy, Lưu Bị mới có thể tránh được mối họa từ phía Tào Tháo, hình thành thế chân vạc như sau này. Nếu lúc bấy giờ Lưu Bị khoe khoang bộc lộ tài năng, thì kết quả có lẽ đã khác đi. Lúc hâm rượu luận anh hùng, Tào Tháo nói một đoạn liên quan đến sự biến hóa của rồng. Rồng có thể lớn, có thể nhỏ, có lúc bay lúc ẩn, lúc thì tung mây nhả sương, nhỏ thì ẩn dưới tàn hình, lúc bay thì vút lên giữa trời cao, lúc ẩn thì nấp trong sóng mây. Lúc được thế, rồng lớn sẽ thừa cơ biến hóa, giống như con người đắc chí mà tung hành bốn biển vậy. Rồng là loài vật có thể so sánh với bậc anh hùng ở trần gian. Lời này thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Tiến bất cảm vi tiền, thoái bất cảm vi hậu. Tiến lên thì không dám tranh đi trước, thoái lui thì không dám để rớt lại phía sau. Khổng Tử trong lộ trình chu du liệt quốc, đến giữa nước Trần, nước Thái thì bị người dân, binh lính gần đến bao vây. Tiến lui không được, đã 7 ngày không ăn đồ chín. Ẩn sĩ Thái Công Nhiệm đến trước an ủi, hỏi thăm. Khi ông hỏi Khổng Tử có phải là đang đứng giữa làng tranh sinh tử không, Khổng Tử không còn cách nào bèn đáp: Đúng vậy. Thái Công Nhiệm khuyên Khổng Tử một cách chân thành: Ngài không muốn chết mơ hồ vô lý thế này đúng không? Ta sẽ chỉ cho ngài một con đường sống. Ở Đông Hải có một loài chim tên Ý Đại. Loài chim này bay chậm mà thấp, tựa như bay không nổi. Khi bay thì chúng bay thành đàn, liên sát vào nhau, không dám tách rời. Khi đáp xuống cũng từng con nó sát nhau. Khi tiến nó không dám xông lên trước, khi lùi cũng không dám để rớt lại phía sau. Khi tìm thức ăn cũng không dám đến trước, phải đợi những con chim khác ăn xong mới nhặt nhạnh những phần thức ăn dư thừa còn sót lại. Như vậy trong đàn không có sự bài xích mà cũng không bị con người giết hại, có thể tránh được mọi tai họa. Học theo chim Ý Đại, tiến không xông lên phía trước, lùi không rớt lại phía sau. Lẽ sự thế không tranh giành hơn thua được mất này sẽ giúp ta bảo toàn được tính mạng và không mất lòng người. Thái Công Nhiệm lại nói tiếp: Tôi nghe bậc đại đức bảo người tự khoe thì không thành công, công thành mà không biết thoái thì thất bại. Ai là người có thể từ bỏ công danh đạo đức lưu hành thiên hạ rồi mà dành ẩn danh thuần phát giản dị? Nếu ta có thể từ bỏ quyền thế, không cầu công danh, không trách người thì cũng không bị người trách. Bậc chí nhân thì không ai biết cả, tại sao thì lại thích được người ta biết? Khổng Tử đáp: Lời ông nói rất hay. Có thể thấy qua lời của Thái Công Nhiệm,
Trang Tử muốn khuyên mọi người nên sống giản dị, đừng nên khoe khoang tài năng mà tự hại mình. Ngô Hồ dị quá nhân tai, Ngô dị kỳ lai bất khả khước giả, kỳ khứ bất khả chỉ giả, ta có gì hơn người đâu. Chức quan đến ta không từ chối, nói đi ta cũng không ngăn cản. Đây là một đoạn đối thoại nổi tiếng trong Nam Hoa Kinh. Ẩn sĩ Kiên Ngô hỏi Tôn Thúc Ngao: Ngài ba lần nhậm chức lệnh doãn nước Sở mà không hề khoe khoang, ba lần mất chức mà không lo buồn. Lúc đầu ta không tin, nhưng nhìn ngài thật sự thư thái, ngài tĩnh tâm bằng cách nào vậy? Ta có gì hơn người đâu. Chức lệnh doãn với ta không từ chối, nói đi ta cũng không ngăn cản. Ta cho sự được mất không phải ở mình, cho nên không lo buồn. Ta có hơn gì người đâu chứ. Hơn nữa ta cũng không biết nó là của người hay của ta. Nếu nó là của người thì không liên quan gì đến ta, nếu nó là của ta thì không liên quan gì tới người. Nếu đã vậy thì ta vui sướng hay lo buồn làm gì? Trọng Ni nghe được lời này bảo: Ông ấy là bậc chân nhân, trí tuệ không thuyết phục được ông ấy, sắc đẹp không dụ dỗ được ông ấy, đạo tặc không cướp được của ông ấy. Hoàng đế và Phục Hy có muốn làm bạn với ông ấy cũng không được. Sống chết là việc lớn mà không làm ông ấy nao núng. Giống như quy luật của tự nhiên, mùa xuân trăm hoa khoe sắc, mùa đông muôn loài sơ sát. Sự vinh nhục sang hèn của cuộc sống con người cũng vậy. Thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp suôn sẻ là mong muốn tốt đẹp của mỗi người. Nhưng thực tế lại có ít người được may mắn như thế. Khi đối diện với những vinh nhục trong cuộc sống, chúng ta nên nhớ đến lời khuyên của Trang Tử, giữ thái độ bình thản. Vinh quang hiển đạt đương nhiên là điều tốt, nhưng chỉ là vật ngoài thân, rất khó giữ được mãi. Nghèo khó tủi nhục cố nhiên là đau buồn, nhưng đời người khó có thể tránh khỏi. Vui vẻ cũng tốt, đau buồn cũng xong. Như lời Tôn Thúc Ngao nói, không chi phối được con người. Cho nên chúng ta không nên gặp vinh hiển mà quá vui mừng, thấy khó khang tủi nhục mà ủ rũ. Quy luật của trời đất là vật cực tắc phản, bị cực thái lai. Nếu hiểu rõ điều này thì ta có thể từ trong nghèo khó mà thấy được ánh sáng hy vọng, từ trong thành công mà thấy được nguy cơ tiềm ẩn, và có tâm lý chuẩn bị trước mọi biến cố. Nhan Uyên Vấn Vu Trọng Ni viết: Phu tử bộ diệt bộ, phu tử xu diệt xu, phu tử trì diệt trì, phu tử bôn vật tuyệt trần, nhi hồi sanh nhược hồ hậu hỷ. Nhan Uyên thưa với Trọng Ni: Khi thưa thầy đi, con cũng đi. Thầy rảo bước, con cũng rảo bước. Thầy chạy, con cũng chạy. Nhưng thầy ra sức chạy tung bụi mù, thì con chỉ biết dương mắt nhìn, không sao theo kịp. Đây là đoạn đối thoại giữa Trọng Ni và Nhan Hồi. Nhan Uyên thưa với Trọng Ni: Khi thầy đi, con bước theo. Thầy rảo bước, con cũng rảo bước. Thầy chạy, con có thể chạy theo. Nhưng thầy ra sức chạy tung bụi mù, thì con chỉ biết dương mắt nhìn, không sao theo kịp thầy. Phu tử hỏi: Hồi, con muốn nói gì vậy? Nhan Uyên đáp: Thưa, thầy đi bước một, tức là lúc thầy nói, con theo được. Thầy rảo bước, tức là thầy biện thuyết, con theo được. Thầy chạy, tức lúc thầy luận về đạo, con theo được. Còn thầy ra sức chạy mà con không theo kịp, lúc thầy không nói gì cả mà vẫn khiến người ta tin, không thân cận với ai mà tâm lý san sẻ được khắp, không có chức vị gì mà mọi người đều quy phục, không ai hiểu được tại sao như vậy. Con người từ lúc mới sinh ra đã biết bắt chước, đứa bé bi bô học nói, học sinh tập đọc, chẳng qua đều là bắt chước sao? Nhưng chúng ta không thể suốt đời bắt chước người khác, mà phải biết sáng tạo, cuộc sống mới có ý nghĩa. Con người luôn mãi tìm kiếm sự phong phú về mặt vật chất và tinh thần. Sự tìm kiếm này tuyệt đối không phải là sự lặp lại đơn giản. Vì vậy, đi phía sau kẻ khác mà nhắm mắt chạy theo
và lặp lại người khác sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhất là trong xã hội cạnh tranh ngày nay, các lĩnh vực đều đề cao quan điểm và phong cách cá nhân. Hãy tập thoát khỏi những quan niệm lỗi thời và đừng rập khuôn theo người khác để mình không lặp lại họ, cũng không lặp lại chính mình. Có như vậy, chúng ta mới không bị cuộc sống đào thải. Bất năng dung nhân, giả vô thân, vô thân giả tận nhân. Không thể dung thứ được cho kẻ khác thì không ai thân cận. Người không có bản thân thì coi hết thảy mọi người là người lạ. Làm người quả thật là điều không dễ. Dù bạn có hoàn hảo mấy thì cũng sẽ có người không hài lòng. Cho nên việc đối nhân xử thế sao cho được lòng người xưa nay ai cũng chú trọng. Trang Tử khuyên chúng ta làm người nên có tấm lòng khoan dung. Nếu bạn có thể mở lòng dung nạp, tha thứ và yêu thương kẻ khác, tất kẻ khác cũng sẽ yêu mến bạn. Luôn quan tâm giúp đỡ người khác, biết chia sẻ, cảm thông và cho đi, cuộc sống của ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời còn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Người bụng dạ hiền lành luôn có nhiều bạn tốt. Người hòa đồng, phóng khoáng, tự nhiên sẽ có nhiều người muốn đến gần. Đương nhiên trong cuộc sống, chúng ta cũng gặp những trường hợp ngược lại. Người lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen lại đa nghi, thì người khác luôn tránh xa. Người không muốn tha thứ cho người khác, thì người khác ác cũng không bỏ qua cho anh ta. Người luôn cho mình là trung tâm, thì mọi người cũng không muốn tiếp cận. Có thể thấy, thái độ rộng lượng trong đối nhân xử thế với người khác là rất quan trọng. Cho nên, Trang Tử mới cảnh báo chúng ta, người không thể tha thứ cho người khác thì không có người thân. Chí tri bất mưu. Mưu trí cao nhất là sự ngay thẳng, chân thành với nhau, không dùng đến mưu trí. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta đã quen thuộc với câu chuyện Chu Du mẹo giỏi yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân. Chính là ví dụ về tính nóng nảy, thích trổ tài dùng mưu kế của Chu Du. Thục Hán và Đông Ngô vốn là đồng minh liên kết với nhau để cùng chống Tào. Lưu Bị mượn đất Kinh Châu của Đông Ngô để làm chỗ an thân, nhưng Chu Du lại nghĩ trăm mưu ngàn kế để đoạt Kinh Châu. Chu Du nghe nói Lưu Bị chưa có vợ, bèn nghĩ kế khuyên Tôn Quyền đem em gái gả cho Lưu Bị, thừa cơ đánh vào Kinh Châu. Không ngờ Gia Cát Lượng đã nhìn thấu mưu kế này của Chu Du, bèn khuyên Lưu Bị đồng ý, rồi sai Triệu Tử Long hộ giá Lưu Bị qua Đông Ngô. Mẹ Tôn Quyền sau khi nghe tin này, thấy Lưu Bị là một trang anh tài, thì thật lòng muốn cho con gái kết duyên cùng Lưu Bị. Chu Du và Tôn Quyền không muốn việc này từ giả thành thật, nhưng Lưu Bị đã khuyên được tân nương đồng ý quay về Kinh Châu với mình. Hai người bàn bạc lúc làm lễ gia tiên sẽ thừa cơ thoát khỏi Đông Ngô. Chu Du cho lính đuổi theo, bị tân nương cản lại. Đang lúc Chu Du muốn dốc hết sức lực đánh một trận sóng mái, thì Gia Cát Lượng đã thống lĩnh người ngựa chờ bên bờ sông từ lâu, còn thuyền chở Lưu Bị đã về đến Kinh Châu. Chu Du đa mưu túc trí nhưng vẫn thua tài Gia Cát Lượng. Qua đó ta thấy núi này cao, còn có núi khác cao hơn, cho nên đừng quá tin vào mưu kế của mình và dùng nó có chừng mực. Trong đối nhân xử thế, Trang Tử khuyên cần nhất là sự chân thành, đối đãi với nhau bằng tấm lòng ngay thẳng. Ta dùng mưu kế với người, người cũng sẽ dùng mưu kế để hại ta. Chính khảo phụ nhất mệnh như ủ, tái mệnh như lũ, tam mệnh như phủ, tuần tường như tẩu. Chính khảo phụ lần đầu được lệnh bổ dụng thì cúi đầu xuống, lần thứ hai thì không đâm xuống, lần thứ ba thì phủ phục xuống, men theo tường mà chạy. Chính khảo phụ là tổ tiên của Khổng Tử, được xem là một bậc hiền giả. Chính khảo phụ là người khiêm tốn, sâu sắc, cách ứng xử thế của ông khiến mọi người kính phục. Trang Tử còn giảng một câu chuyện ngụ ngôn khác. Ngô Vương sang sông, đến một ngọn núi có rất nhiều khỉ. Đàn khỉ khi nhìn thấy người đến thì tan tác bỏ chạy vào sâu trong núi. Chỉ có một con khỉ vẫn ung dung nhảy qua nhảy lại trên cây, không chút sợ sệt.
Ngô Vương nhìn thấy, bèn dương cung bắn. Con khỉ nọ rất nhanh nhẹn, loáng cái đã tránh được. Ngô Vương bắn liền mấy mũi tên, nhưng vẫn không sao bắn trúng nó. Ông bèn sai Tả Hậu cùng bắn. Chỉ trong nháy mắt, con khỉ kia bị trúng tên chết ngay. Lúc này, Ngô Vương mới quay lại nói với Nhan Bất Nghi đứng bên. Con khỉ này tự cho mình tài năng cao siêu, có thể tránh được tên, chính vì vậy mà bỏ mạng. Hãy nhớ rằng sau này chớ nên kiêu căng, nếu không sẽ khó tránh khỏi kết cục bi thảm như con khỉ kia đó. Nhan Bất Nghi nghe lời của Ngô Vương, ghi nhớ trong lòng. Từ đó về sau, ông không còn kiêu căng với mọi người, từ bỏ quan cao bổng lộc trong 3 năm. Cả nước đều ca ngợi đức hạnh của Nhan Bất Nghi. Trong xã hội ngày nay, ta khó có thể vứt bỏ danh lợi như chính Khảo Phụ hay Nhan Bất Nghi, nhưng từ bỏ thái độ kiêu ngạo thì có thể. Luôn tự xem xét và nhắc nhở mình, chớ nên kiêu căng tự mãn. Đó là thái độ sống mà mọi người chúng ta cần tu dưỡng.